Tin từ Indonesia, một thiếu nữ xấu số đã bị anh trai giết vì cô này quan hệ tình dục trước hôn nhân. Theo tin tức trên tờ Straight Time, nhà chức trách của Indonesia trong ngày 12 tháng 5 đã bắt giữ hai người đàn ông với cáo buộc là sát hại một thiếu nữ 16 tuổi tại thành phố Banteng thuộc tỉnh Sulawesi. Thông tin do cảnh sát công bố cho biết nạn nhân chính là em gái trong gia đình của hai nghi can bị sát hại do có một mối quan hệ tình dục trước hôn nhân. Các nghi phạm tuổi đời là 20 và 30 tuổi thú nhận là đã sát hại em gái bằng một thanh gỗ và dao dựa bởi cô gái đã có quan hệ trước hôn nhân với một người đàn ông 45 tuổi tên là Usman. Trong ngày 9 tháng 5, thì Usman đã từ chối kết hôn với thiếu nữ và bị các nghi phạm đuổi đánh về tận nhà riêng. Thành viên của gia đình các nghi phạm cũng đã bị bắt giữ trái phép một người họ hàng xa vì nghi ngờ có mối quan hệ với cô gái. Người này sau đó đã trốn thoát một cách an toàn khi cảnh sát bao vây ngôi nhà của gia đình. Cảnh sát của Indonesia cũng đã tạm giữ 7 người khác là thành viên gia đình của các nghi can để thẩm vấn cũng như là bảo vệ họ khỏi sự phẫn nộ của cư dân địa phương. Hai nghi phạm đã bị cáo buộc các tội danh là bắt giữ trái phép, bắt cóc và giết người với mức án tối đa là tử hình giết người vì danh dự là một hiện tượng thường xuyên xảy ra ở một số khu vực tại châu á khi phụ nữ bị sát hại bởi người thân là nam giới vì cho rằng nạn nhân đã có hành vi làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của gia đình tuy nhiên tổ chức ân xá quốc tế cho biết đây là một hiện tượng không phổ biến ở indonesia